thường cho bệnh nhân đo hô hấp ký để thăm dò chức năng hô hấp. Phương pháp này xác định chức năng hô hấp ra sao, có nguy hiểm gì không và người đo hô hấp ký cần chuẩn bị những gì. Chương trình Alo Bác sĩ mời quý vị tìm hiểu ngay sau đây. Quý vị và các bạn thân mến, tham gia trong chương trình Alo Bác sĩ ngày hôm nay, Phương Quyên xin giới thiệu đến quý vị và các bạn Thạc sĩ bác sĩ Quỳnh Anh Tuấn, công tác tại Bệnh viện Quang Mỹ Cửu Long. Phương Quyên xin chào bác sĩ Tuấn ạ. Thưa bác sĩ Tuấn, khi mà một người đến các cơ sở y tế để thăm khám phổi thì Phương Quyên thấy là thường các bác sĩ sẽ cho đo hô hấp ký để thăm dò chức năng hô hấp. Không biết là phương pháp hô hấp ký là phương pháp như thế nào và được thực hiện ra sao ạ? Đối với cái từ mà gọi là đo chức năng hô hấp á, hay là thăm dò chức năng hô hấp hay là hô hấp ký á, là những cái từ mà nó có vẻ nó nghe rất là lạ. Thì một số người bệnh đến thăm khám ở các trung tâm hô hấp vân vân được bác sĩ chỉ định thì họ cảm thấy rất là lo ngại, không biết đó là cái gì, và đánh giá chức năng hô hấp và đánh giá chức năng gì. Thì chúng ta biết như thế này, chúng ta có thể là tưởng tượng như thế này, cái phổi chúng ta giống như một cái bình, hít vô thì khí vào trong cái bình này và thở ra khí sẽ thoát ra ngoài. Nếu như cái đường thở mà có hẹp hay không thì có ảnh hưởng đến cái quá trình hô hấp, hay là cái bình, cái thể tích cái phổi chúng ta có nhỏ hơn bình thường hay không thì cũng ảnh hưởng đến quá trình hô hấp. Thì mục đích của đo hô hấp ký là gì? Là đánh giá xem coi là cái đường thở chúng ta có hẹp hay không và cái bình có nhỏ hơn hay không. Mà thưa bác sĩ Tuấn, không biết là phương pháp này thì có gây ra những nguy hiểm hay là có những cái tác dụng phụ gì hay không? Thực ra thì như thế này, cái phương pháp này chỉ cần một người nào đó hít vào thiệt là căng cái phổi không còn hít được nữa và thổi ra thật là nhanh, thật là mạnh để xem đường thở có bị tắc nghẽn hay không thôi. Đó là vấn đề chính yếu. Cho nên người ta cũng khuyên rằng hô hấp ký thì chúng ta có một số trường hợp chúng ta không có nên đo, giả sử như đang tình trạng nhiễm trùng đang tiến triển, đặc biệt là lao vân vân, thì chúng ta mà người bị lao mà đang đo hít vô và thở ra thật mạnh thì có thể làm cho vi khuẩn lao bắn vào cái dụng cụ hay là gây lây nhiễm. Chưa kể những cái trường hợp khác, ta cũng khuyên là những cái ca với những trường hợp là bệnh lý tim mạch chưa ổn định hay là nhồi máu cơ tim hay là tràn khí màng phổi hay ho ra máu thì chúng ta nếu chưa cần thiết chúng ta không có cần đo đâu, để chúng ta đợi khi bệnh nhân ổn định hả đo. Nhưng nói chung quá trình cái đo hô hấp ký là một cái quá trình an toàn, bởi vì đây là quá trình không có xâm lấn, tức là không hề đưa ống vào trong phổi hay không hề giống như một cái động tác lấy máu nào hết. Người bệnh chỉ có nhiệm vụ là ngậm vào trong một cái ống và hít thật sâu và thổi ra thật là nhanh, thật mạnh. Vậy thì để thực hiện cái phương pháp này, phương pháp hô hấp ký, thì bệnh nhân có cần lưu ý những điều gì hay không thưa bác sĩ? Thực ra do cái đường thở chúng ta bị phụ thuộc rất nhiều vào những cái yếu tố, ví dụ như là nếu ăn no quá thì chúng ta thổi không thể thổi được nhanh mạnh được, hay là chúng ta có những cái loại thuốc vân vân mà người ta hạn chế, là người ta cấm chúng ta không có được sử dụng trước đó, đặc biệt là những cái thuốc làm giãn đường thở. Thì tại sao như vậy? Tại vì khi chúng ta dùng thuốc vậy đó thì chắc chắn là cái kết quả không còn chính xác nữa. Đối với những người trước khi đo hô hấp ký, bác sĩ thông thường làm cái gì? Bác sĩ sẽ xem lại coi cái ca này có thể đo được hay không, và sau đó họ làm gì nữa, họ sẽ trước khi đo, giả sử ngày mai đo thì bác sĩ người ta sẽ dặn là có những cái thuốc nào chúng ta khoan sử dụng, đặc biệt những cái thuốc giãn phế quản. Trong trường hợp bệnh nhân đến ăn no hay bệnh nhân mệt quá thì bệnh nhân sẽ được nghỉ ngơi sau khi mà ít nhất là sau khoảng, với trường hợp ăn no thì là 3-4 tiếng sau mới thể đo được. Hay là những bệnh nhân uống rượu vân vân thì nếu như không cần thiết thì người ta không cho đo liền, hoặc là ít nhất là cái thời gian chúng ta uống rượu xong đến thời gian đo nó phải cách xa, ít nhất là cũng phải là 6 tiếng đồng hồ để cho khi chúng ta đo hô hấp ký thì chính xác hơn. Thì sẵn đây cũng nói luôn là bà con cô bác cũng không nên lo lắng điều gì khi chúng ta thực hiện đo hô hấp ký, bởi vì quá trình hô hấp ký là quá trình này nó khá đơn giản thôi, và luôn luôn được những bác sĩ hay điều dưỡng bên cạnh để theo dõi. Vâng, xin được cảm ơn Thạc sĩ bác sĩ Quỳnh Anh Tuấn đã giúp cho quý khán giả của chương trình hiểu rõ hơn về phương pháp hô hấp ký giúp thăm dò chức năng hô hấp. Xin cảm ơn bác sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, như những chương trình trước đây đã đề cập, tất cả bệnh tật sẽ làm suy giảm khả năng lao động và thích ứng của cơ thể chúng ta. Vì vậy, việc thường xuyên theo dõi thăm khám để xác định những suy giảm chức năng là vấn đề rất quan trọng. Hy vọng tất cả chúng ta đều có thói quen theo dõi, nhận biết các thay đổi của cơ thể và sức khỏe. Chương trình